Wow, xin chào tất cả các bác. Và hôm nay thì bên em có được một ít bằng mixer nha bác nha. Đấy. Thì hôm nay em đi vào báo giá cũng như là giới thiệu cho tất cả bác những dòng mixer hiện tại bên em đang có để cho tất cả bác chơi. Những dòng mixer này chủ yếu là những dòng mixer Nhật và Mỹ nha bác. Nhật và Mỹ. Và những dòng sản phẩm này thì thích hợp cho tất cả bác chơi những sự kiện nhỏ như là những đám tiệc, sinh nhật vân vân, những nói chung là những cái sự kiện nhỏ thì tất cả bác chơi những dòng này ok và chơi gia đình, tức là mình chơi gia đình luôn nha. Đấy. Ở đây thì bên em có 6 cái, thì 6 cái này thì nó có 2 con là Yamaha của Nhật và 4 con Mackie của Mỹ nha bác nha. Đấy. Và ở đây thì em đi vào giới thiệu cũng như là báo giá cho tất cả bác luôn. À, đầu tiên là bằng Mr. Mackie có mã là 1402 VLZ. Đấy, 1402 VLZ. Thì cái mã ở đây là các bác nhìn thấy là 1402 thì các bác biết rồi. 1402 thì tất nhiên là nó là 14 like. 14 like nha bác nha, 14 like. Còn 1202 là 12 like, còn 1602 là 16 like. Đấy, vâng. Thì con này 14 like và nó tích hợp là 6 like mono và 4 like ST. À, 6 like mono và 4 like ST. Thì trong đó thì nó có 6 like, 6 đường like mic nha, 6 cổng vào mic nha bác nha, 6 cổng vào mic. Mic 1 2 3 4 5 6. Đó. Và dòng này thì nó những cái đời này cũng thì nó không có effect, nên là khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ sử dụng cái bàn này là bàn trộn âm thanh. Đó, trộn âm thanh nha. Thứ nhất là trộn âm thanh, thứ hai là nâng tiếng, thứ ba là kết nối được nhiều cổng line và cũng như là điều khiển tất cả cổng line trên các fader. Đó. Nên là cái bàn mixer này thì nó đối với anh em chơi gia đình hoặc là chơi những cái sự kiện kéo kéo rồi vân vân thì nó cũng rất là ok, rất là hợp lý và rất là hay nha bác nha. Đặc biệt là những dòng Mỹ, những dòng chất lượng Mỹ Nhật như thế này thì về chất âm của nó thì khối 3. Thì ở phần đây thì cái dãy màu đỏ này, dãy chiếc áp màu đỏ này là dãy FS, dãy được vào FS cho tất cả bác kết nối được FS rồi. Các bác muốn sử dụng FS rồi thì các bác dùng những con quang cơ hay quang số hay cốt số vân vân, hay những con những thiết bị khác mà có vang. Phần thứ hai là phần màu xanh. Màu xanh thì nó là phần EQ. EQ là chính là bass này, mic chép cho từng fader. Và màu đen này là phần cân chỉnh lo trái phải ba lăng. Đầy đủ các bác nha, tất cả fader. Nói chung là hàng bên em bán ra là hoạt động hoàn hảo và cũng như là bao riêng xịn cho tất cả các bác. Đấy, micro 31402 VLZ nha. Vâng. Em gọi điện trước đó thì ở phía sau này nó sẽ có này. Và đó là dây cổng nguồn rời. Nguồn rời nha, con này điện là 100V này. Điện 100V. Con này thì sản xuất tại Mỹ nha. À các bác, máy ghi nhiều ra sản xuất tại Mỹ. Nhà máy đó tại Mỹ, sản xuất tại Mỹ. Đời này thì cái đời 1402 VLZ này thì nó sản xuất tại Mỹ. Đó, đường tín hiệu ra thì gồm có Canon. Canon. Ở đây thì ra control drum này. Output ra 6 ly. Đầy đủ tất cả các cổng và chức năng cho tất cả các bác này. Rồi thì em sẽ giới thiệu sơ lược qua một vòng đó, rồi em sẽ báo giá luôn cho tất cả các bác. Ở tiếp theo là con 1402 VLZ3. 1402 VLZ3 thì cũng là đời 1402, cũng là của hãng Mackie của Mỹ nha bác nha. Mackie của Mỹ, nhưng mà cái đời này thì nó mới hơn, nó mới thì nó con này sản xuất vào những năm
lưỡng năm 209 nha bác nha. 209 là nó còn mới thì con này thì nhà máy nó lắp ở lại China. À, lắp ráp ở China nha. Nhưng mà hàng là theo tiêu chuẩn và thiết kế tiêu chuẩn của Mỹ nha bác. Tiêu chuẩn của Mỹ. Đây các bác nhìn thấy đây. Và những năm là 209 này. Đấy. Và đây theo thiết kế tiêu chuẩn của Yoda và lắp ráp tại là China. Đó. Nên là con này nó sử dụng điện là đa nguồn điện để nó hàng xuất nha bác. Đó, nó sử dụng đa nguồn điện để nó xuất sang các thị trường khác, là điện là 100V này xuất sang Nhật, hoặc là nó xuất qua nội địa Mỹ là 120V, hoặc là qua châu Âu là 240V. Đó. Nên là con này sử dụng rất là tiện lợi, các bác sử dụng Việt Nam rất tiện lợi, chuyển qua gạt qua 240V là sử dụng được điện 220 ở Việt Nam mình. Đấy. Dây nguồn công tắc. À, còn cái chỉ nó khác về cái bo mạch cũng như là cái phần nguồn điện này, thì còn tất cả các chức năng khác thì nó giống như là con 142 VLZ. Nó cũng là 14 line, cũng là hai đường AUX, đường FS 1 và 2, chỉnh bát mic chép, cân loa, tất cả fader thì hoạt động là hoàn hảo luôn. Rất là mượt nha mấy nha. Dòng này thì cực kỳ là đẹp, bên em tiến về hàng cực kỳ là chắc nha, hàng chưa qua sử dụng Việt Nam, hàng là nguyên bản đó. Đó, nhìn nó mới như thế này nha, hàng cực kỳ là chất lượng. 209 con này thì sản xuất cũng, con này thì nó không để năm sản xuất rồi. Rồi tạm thời vào đây đó. Thì 1402 VLZ3 thì hiện tại bên em đang có còn hai con. Đang còn hai con nha. Đấy, 1402 VLZ3 con này cũng cực kỳ đẹp. Rất đẹp nha bác nha. VLZ3, đấy, hàng mới tinh như thế này nha bác. Đấy, bác nhìn cực kỳ là mới nha. Rất là chất lượng. Đó. Xong là hai con, xong là ba con Mickey. Là ba con này là đều không có FS nha. Rồi tiếp tục là một con có FS này. FS ở đây là thì nó sẽ có cái mã là FX8 Pro, FX8 của hãng Mickey. Đấy, logo nó đây, Mickey, logo của hãng Mickey này. Đó. Thì con này thì sử dụng sở hữu là 8 line, trong đó có 2 line mono và 3 line CT. Đây, 2 line mono 1 và 2 này, 3 line CT là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và trong đó là có 4 line mic nha bác nha. Đó, con này thì cực kỳ là hay luôn. Nó sử dụng chip giải mã Running Man 32 bit của hãng, chip độc quyền của hãng nha. Chip này là chip độc quyền của hãng luôn. Đấy, chip giải mã Running Man 32 bit của Epic của hãng Mickey nha bác nha. Đấy, nó có 16 chế độ FS. Con này thì có FS, điều chỉnh FS qua cái nút control này. Đấy. Và 16 chế độ FS thì số nó sẽ hiện lên cái màn hình đó này. Đó, có airway tinh chỉnh, graphic airway, có graphic airway này, vừa chỉnh airway trên này, vừa chỉnh airway từng line một, bass mic chép ở đây ở từng fader. Đó, tất cả là ok luôn các bác nha. À, các Epic là FS. Đó. Con này thì cũng hàng cũng cực kỳ là đẹp nha bác, cực kỳ là đẹp. Đây, các bác nhìn quá đẹp luôn. Đấy. Con này rất là nhỏ gọn, cho các bác chơi gia đình cực kỳ hay này. Con này nó có FS nè. Rồi tiếp theo là hai con Yamaha, Yamaha thì quên báo cho tất cả bác là con này chạy đi autovol nha, từ điện 100 đến 24 luôn, autovol cắm điện nào cũng được. Yamaha MX 12/4 thì bên em có hai con, hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp cho tất cả bác luôn. Đó, bao riêng xịn. Và hai con này thì nó sở hữu là 12/4 thì nó
Su đó. 8 lai mono. 8 lai mono và 2 lai CT nha bác nha. 8 lai mono và 2 lai CT. Đấy, ở đây. Và lai mic của nó này 2 4 6 8 lai mic. 8 lai mic luôn nha. Đấy. Con này thì nó có insertion này. Đấy, nói chung là đầy đủ digital effect này. Đó, có digital effect bằng EQ graphic. Có EQ graphic luôn nha bác nha. Đấy, chỉnh trên này nó rất là hay luôn. Dòng Yamaha chất tiếng cực kỳ là sáng. Tất cả các chức năng này. Low mix 2, chỉnh bass mix chép. Ở đây là chỉnh effect. Đó, được vào mini spider nữa. Đó. Nói chung là cực kỳ là chất lượng nha bác. Cực kỳ chất lượng. Yamaha. Thì con này thì hai con Yamaha này thì nó sản xuất tại Đài Loan nha bác nha. Sản xuất tại Đài Loan. Lắp ráp tại Đài Loan nha. Rồi ok. Đây, nút nguồn đây. Điện là 100V nha bác. Điện là 100V. Rồi giờ thì em đi vào báo giá cho cả bác này. Giá thì nó rất là bình dân, rất là dễ chơi cho tất cả bác chơi gia đình và các bác lắp đặt những sự kiện chơi sự kiện. Thì Yamaha MX12/4 thì bên em có hai con, đồng giá là 5.500.000. 5.500.000 nha. Còn Pro FX8 có giá là 6 triệu. Pro FX8 có giá là 6 triệu nha bác nha. Con này có phép auto volt luôn. Hai con này là điện 100. Còn Mackey 1402 VLZ. Con này thì cũng là điện 100, sản xuất tại Mỹ. Thì con này có giá là 5 triệu rưỡi. Đấy, 5 triệu rưỡi nha. Giá rất là bình dân cho cả bác chơi luôn. Còn hai con 1402 VLZ3. Hai con 1402 VLZ3 thì con này là sử dụng điện thì có cầu. Sử dụng ba con điện là 100, 120 và 24. Đó, hàng cực kỳ là đẹp và mới. Con này có giá là 6 triệu nha bác. Tất cả là bên em bao ship toàn quốc cho cả bác luôn. Các bác nào có nhu cầu xưa mua những sản phẩm nào thì alo em. Thì sau này em sẽ có cái video test những sản phẩm này để ghép vào những con quang hay những cái con này có phép thì em không cần test, không cần ghép quang thì em sẽ test cho tất cả bác để các bác nghe được chất âm của những cái bao xưa này. Đó, rồi em xin cảm ơn. Buổi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trong màn hình. Chào tạm biệt ạ.